Hello, xin chào tất cả toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hưng Nguyễn Auto. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những chiếc xe đang có mặt ở Hưng Nguyễn Auto ngày hôm nay. Thì đầu tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn, làm nhân viên kinh doanh của Hưng Nguyễn Auto. Thì chiếc xe đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó chính là một chiếc Mazda 6. Chiếc xe được sản xuất năm 2016. Xe được trang bị cho mình là ngoại thất màu trắng, nội thất màu đen, hộp số tự động. Thì chiếc xe mới chạy được có 4,8 vạn quý vị nhé. Thì chiếc xe hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là dưới 640 triệu đồng. Một mức giá vô cùng hợp lý với một chiếc xe thuộc phân khúc hạng D, xe sang. Đấy. Còn ngay bên cạnh tôi đây là một chiếc Toyota Yaris. Thì chiếc xe này chạy loanh quanh là hơn 8 vạn. Xe được trang bị cho mình là ngoại thất màu đỏ, nội thất màu đen. Rất là đẹp. Xe được sản xuất năm 2009. Tuy nhiên là khung gầm máy móc của chiếc xe này còn nguyên bản. Máy móc còn rất là êm, vẫn hoạt động rất là mượt mà. Đấy, quý vị có thể xem qua. Xe này xe biển Hà Nội quý vị nhá. Thì chiếc xe này thì đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là dưới 325 triệu đồng. Một chiếc xe vô cùng mới, vô cùng đẹp và một mức giá vô cùng hợp lý. Đấy. Còn đây là một chiếc Squid. Thì chiếc này thì đã được khách hàng vô cùng gọi là yêu thương, đã đến cửa hàng ủng hộ cửa hàng. Xe học chờ ngày đẹp để về với chủ mới thôi. Còn bên cạnh tôi đây là một chiếc Accent. Thì chiếc xe này được sản xuất năm 2019. Chiếc xe này xe bản tiêu chuẩn quý vị nhé. Xe được trang bị ngoại thất màu vàng cát, nội thất hai màu đen và kem, hộp số tự động. Thì chiếc xe này mới chỉ chạy được 1,6 vạn nhé. 1,6 vạn thưa quý vị, còn vô cùng mới. Thì chiếc xe này là chiếc xe biển Sài Gòn, đã được rút hồ sơ. Thì chiếc xe này đã được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 499 triệu đồng. Chiếc xe rất là đẹp. Còn đây là một chiếc Mazda 3. Chiếc xe được trang bị cho mình là ngoại thất màu đen, nội thất màu đen. Đấy là rất là sang trọng, rất là đẹp. Xe biển Hà Nội, một chủ từ đầu. Xe mới chạy loanh quanh nó là 5,6 vạn. Đấy, rất là đẹp, còn rất là đẹp. Quý vị có thể xem các đường gân, các chi tiết xe, thân xe rất là đẹp, còn mới nguyên. Quý vị có thể xem đấy, tất cả các đường gân và các chi tiết. Thì chiếc xe đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 540 triệu. Thì còn bên cạnh đây là một chiếc Honda CR-V. Chiếc xe được sản xuất năm 2009. Tuy nhiên khung gầm máy móc của chiếc xe này còn nguyên bản, rất là đẹp. Chiếc xe này đã được cửa hàng chúng tôi kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng về khả năng vận hành của máy này, nội thất, ngoại thất của xe thì còn rất là đẹp. Xe được trang bị cho mình là ngoại thất màu đen, nội thất màu kem, rất là lịch sự, sang trọng. Đối với những quý khách hàng nào muốn sở hữu cho mình một chiếc xe gầm cao và 7 chỗ thì chiếc xe hiện tại đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 420 triệu đồng. Một mức giá vô cùng hợp lý cho một chiếc xe gầm cao phải không quý vị? Nếu mà quý vị mà có mong muốn thì không ngại ngần gì mà gọi ngay vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình này nhé, để chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị. Còn ở đằng sau của tôi đây là những chiếc xe cũng vô cùng hot. Quý vị đang cần một chiếc xe bán tải để phục vụ cho công việc, tại sao không? Citong 2016, rất là đẹp phải không? Chiếc xe trang bị cho mình ngoại thất màu xám, nội thất hai màu đen và kem, rất là đẹp. Chiếc xe thì được chủ mới thay 4 bộ lốp mới. Đấy, rất là chắc chắn để quý vị các bạn có thể di chuyển trên đường. Thì chiếc xe này thì đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 465 triệu. Xe được trang bị cho mình hộp số tự động phiên bản một cầu quý vị nhé. Còn đây là chiếc Optima. Chiếc Optima này, chiếc Optima 2019, còn rất là mới. Thì đã được quý khách hàng tin tưởng ủng hộ, đã cọc và chờ ngày đẹp để đưa về nhà thôi. Còn đây, cuối cùng đây là chiếc Kia K3. Đấy, quý vị có thể nhìn xe màu vàng cát, rất là đẹp, đậm chất thể thao phải không quý vị? Thì chiếc xe này được trang bị cho mình là hộp số tự động. Thì xe mới chạy tập được 7,5 vạn. Xe được sản xuất năm 2015 quý vị nhé. Thì chiếc xe đang được chào bán ở cửa hàng với mức giá là 440 triệu đồng. Thì ở trên đây là toàn bộ những chiếc xe đang ở Hưng Nguyễn Auto. Nếu mà quý vị và các bạn có nhu cầu thì đừng ngại ngần và chần chờ gì nữa. Hãy gọi điện ngay cho chúng tôi để được biết thêm chi tiết về chiếc xe và được tư vấn. Nếu quý vị và các bạn có xe cũ mà muốn bán hoặc là trao đổi thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng
mua lại xe cũ và trao đổi những chiếc xe đời cao hơn với mức giá vô cùng ưu đãi, nhập xe cũ với mức giá vô cùng tốt. Đừng ngại ngần gì mà hãy gọi ngay cho chúng tôi để biết thêm chi tiết. Nếu chúng ta không có duyên ở chiếc xe này, chiếc xe sau chúng ta có duyên thì sao? Đấy, trên đây là toàn bộ những chiếc xe đang có mặt ở Hưng Nguyễn Auto. Thì mình cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến hết video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.